Phật Ma A Xin ra tuyên bố chính thức liên quan đến việc chuyển chức cho cha Gioan Bautista Hồ Hữu Hòa. Roma, chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023, Đức cha Precioso Cantillas, giám mục giáo phận Ma A Xin, đã gửi bản tuyên bố chính thức của ngài đến Vatican News tiếng Việt liên quan đến việc chuyển chức của cha Gioan Bautista Hồ Hữu Hòa, với ước mong giúp soi sáng thêm cho việc tìm kiếm sự thật, và chúng tôi hy vọng rằng lợi ích của những người liên quan và của toàn thể giáo hội được tôn trọng và bảo vệ. Mở đầu tuyên bố, Đức cha viết: với thiện ý, chúng tôi đã chuyển chức cho cha Gioan Bautista Hồ Hữu Hòa với thánh chức phó tế vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Và sau đó, tại giáo phận Ma A Xin, người này được thụ phong thánh chức linh mục vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 cho giáo phận Vinh, Việt Nam. Việc chuyển chức này đã tuân theo các thủ tục giáo luật thông thường. Đặc biệt, việc đệ trình các ủy nhiệm thư cần thiết được ký bởi Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, được đóng dấu của tòa giám mục và được xác nhận bởi linh mục Gerardo Nguyễn Nam Việt, trưởng ấn. Hơn nữa, việc chuyển chức này được hỗ trợ bởi các tài liệu, chẳng hạn như thư xác nhận và giới thiệu, các chứng chỉ và chứng thư, và thậm chí cả thư cảm ơn. Tất cả những tài liệu này được viết và ký bởi các giáo sĩ Việt Nam có uy tín, chịu trách nhiệm cho việc đào tạo của cha Gioan Bautista tiến đến chức linh mục. Trong số này, có lá thư của Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục hưu của giáo phận Hà Tĩnh và nguyên giám mục giáo phận Vinh, trình bày vấn đề với văn phòng của chúng tôi, cũng như lý do yêu cầu việc này. Sau khi thụ phong linh mục, cha Gioan Bautista cùng với trưởng ấn của giáo phận Vinh và một phó tế người Việt Nam làm thông dịch viên, xin được diện kiến chúng tôi. Trong buổi diện kiến này, cha Gioan Bautista đã đệ trình đơn xin nhập tịch vào giáo phận Ma A Xin. Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của lý do thỉnh cầu và tính phù hợp của nó, thủ tục bắt buộc theo giáo luật đã được tiến hành và cuối cùng, cha Gioan Bautista đã được nhập tịch vào giáo phận Ma A Xin vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Sự xôn xao hiện nay liên quan đến vấn đề này thực sự đáng tiếc và đau buồn. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước và thủ tục cần thiết, hy vọng sẽ giúp những điều liên quan được soi sáng và như thế các vấn nạn sẽ được làm sáng tỏ. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao phó tình huống sự việc cho cơ quan thẩm quyền thích hợp để quyết định tính xác thực của các tài liệu được chuyển đến văn phòng của chúng tôi. Kết thúc tuyên bố, Đức cha Precioso xin ánh sáng Chúa Kitô hướng dẫn các hành động của chúng ta, hầu chúng ta có thể tìm thấy sự thật.